ông muốn tâm sự với mọi người. Đã có quá nhiều người da đen bị giết hại bởi cảnh sát, và con không muốn những người con yêu quý trở thành một nạn nhân kế tiếp. Con rất lo sợ cho họ. Một cảnh sát da trắng đã giết hại một người da đen tên George Floyd. Giết Trayson Reed, giết Tony McDay, giết Breonna Taylor, giết Ahmaud Arbery. Cảnh sát đã không phải đối mặt với công lý cho việc sát hại người da đen. Ngay cả khi những vụ việc này được báo chí và truyền hình đưa tin rầm rộ, con không dám tưởng tượng đã có biết bao nhiêu trường hợp tương tự khác xảy ra mà không hề được đề cập hay biết đến. Đây là một sự thật đáng sợ mà họ phải sống và đối diện hàng ngày. Đúng là chúng ta cũng có lúc bị kỳ thị vì là người gốc Á ở nước này, nhưng hầu hết khi chúng ta ra đường, không ai coi mình là tội phạm. Khi ra khỏi nhà, chúng ta không cần nghĩ rằng hôm nay mình có trở về nhà được hay không. Khi gặp phải cảnh sát, người Việt mình cũng ít khi phải lo đến sự sống chết, như những người bạn da đen của chúng ta không được may mắn tận hưởng sự an toàn và tự do này. Mặc dù xã hội Mỹ đã có những cải tiến, hệ thống bất công này vẫn đang tồn tại. Sự đàn áp nhân quyền của người da đen vẫn chưa chấm dứt mà chỉ chuyển đổi sang hình thái khác. Con hiểu nỗi lo trong lòng mọi người về tình trạng phá hoại tài sản và cướp bóc xảy ra trong thời gian qua. Con không có ý cho rằng những hoạt động mà một số người bạo loạn đang làm là đúng hay sai. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tập trung vào các mục tiêu và các thông điệp của các cuộc biểu tình đang xảy ra. Con khẩn cầu ông bà và ba mẹ hãy đặt mình vào vị trí của những người Mỹ da đen. Chúng ta sẽ phẫn nộ và kiệt sức như thế nào khi phải đối đầu với một hệ thống chính quyền đầy bạo lực và định kiến qua nhiều thế hệ từ ông bà đến thời con cháu hiện nay. Vì những lý do này, con quan tâm đến mạng sống của người da đen và con ủng hộ chiến dịch Black Lives Matter, mạng sống người da đen đáng tôn trọng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác sống nhưng chung một sàn. Con luôn ghi nhớ những công lao khó nhọc mà ba mẹ và ông bà đã phải gánh chịu trên một mảnh đất mà không phải lúc nào cũng đối xử tốt với chúng ta. Gia đình đã phải hy sinh, chịu đựng với một đất nước đầy định kiến để con có được một cuộc sống tốt hơn. Những trải nghiệm và sự chịu đựng gian khổ của gia đình chúng ta minh chứng một điều quan trọng rằng mọi người trong cộng đồng da màu đều nên đứng chung với nhau. Chúng ta không có thể được sự an toàn cho đến khi tất cả những người bạn, người thân và hàng xóm của chúng ta đều được an toàn. Xã hội mà chúng ta đang nhắm đến là nơi mà tất cả mọi người, kể cả người da đen, được sống trong một hệ thống công bằng và bình đẳng nhân quyền. Đây là ước vọng của con, và con mong rằng đây cũng là ước vọng chung của gia đình mình. Với lòng kính trọng, yêu thương và hy vọng, các con và các cháu.